Rồi nại đi, đăng nại đi. Đeo đừng có trả nè. Má nhìn mặt mày đẹp trai quá giàu ơi. Xe đụng không có bị da sao lên đầu được. Mày đỡ cái nón đó sao mày té té đầu đường lộn. Đúng không? Đúng không? Giáp mày hai cây cục điện. Đụng gãy hai cây cục điện rồi hả? Nó chuyện tao. Nại đi. Tao bỏ xe chạy chơi xuống ngay nhanh đi nè. Anh em mày đi phượt. Mày nại đi tao quay phim mà sao đi phượt được. Ừ. Là anh ấy đang này xe này. Này, nón bảo hiểm 92 tự lo.